Thưa quý vị, câu chuyện về việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường làm mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại khu vực trung tâm chợ Đà Lạt, đã được chúng tôi phản ánh nhiều lần và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể. Nhưng việc thực hiện có chăng cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đấy. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp của một thành phố du lịch, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và mất an ninh trật tự. Nằm ở khu trung tâm thành phố, chợ Đà Lạt không chỉ đơn thuần là nơi giao thương buôn bán mà còn thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan thưởng lãm và mua sắm những sản vật phong phú đa dạng của xứ sở ngàn hoa. Ở đây, người tiêu dùng có thể tìm mua đủ các mặt hàng từ may mặc đến ăn uống đặc sản. Tuy nhiên, sự sắp xếp bố trí các quầy hàng còn quá lộn xộn. Lộn xộn, không có vỉa hè để đi, đúng không? Lấn chiếm. Thế rồi là hàng hóa thì bày bán là nó tạp phê nù, nói chung nó không có quy củ. Lẽ ra là mình cũng nên hàng riêng biệt để cho du khách người ta mua, người ta cảm nhận được, đúng không? Ở đây là bán rau, xen lẫn quần áo, rồi là đấy. Thực sự mà nói là rất là hỗn hợp. Theo tôi nghĩ rằng nếu mà để thành phố mình đẹp hơn nữa, mà phát triển nữa thì cái trật tự ở những cái khu mà trung tâm như chợ của Đà Lạt này cần phải làm tốt hơn, chính quyền cần phải quyết liệt hơn. Trên các con đường dẫn vào cổng chợ, lòng lề đường nghiễm nhiên thành nơi bày bán công khai, nhiều nhất là các mặt hàng nông sản. Người và xe phải chen chúc nhau mới đi được. Những vũng nước bẩn như thế này càng khiến khu chợ trở nên nhếch nhác. Và một nghịch lý đang tồn tại là giữa lòng lề đường bị lấn chiếm thì buôn bán tấp nập. Còn các quầy sạp phía trong chợ có đóng thuế phí đầy đủ lại hết sức ế ẩm. Các tiểu thương thuê kiosk khang trang sạch sẽ, rõ ràng là không thể cạnh tranh nổi với những người buôn bán tự do. Khi chị em chúng tôi vô đây là bán coi như là những cái mặt hàng như vậy là cũng muốn cho đẹp. Nhưng mà bây giờ mỹ quan bên này bán không được. Thứ nhất, thứ hai nữa là chợ rác. Thứ hai là bừa bãi. Thứ ba nữa là coi như bây giờ chỉ mong chính quyền sao mà triệt để trong này chị em tiểu thương cái cuộc sống để cho buôn bán cho nó là khách vừa làm khách đến vừa khách đi. Thứ nhất, thứ hai nữa là du khách nó có thể là vô đây biển ngoài đó và hai bên lề đường nó đầy người quá, không có thể nào mà chèn ép vô đây mà mua một cái hàng. Chúng tôi xây dựng một cái chợ văn minh nằm ở một cái thành phố văn minh nhỉ. Thứ hai nữa là cái bà con tiểu thương trong chợ của chúng tôi ấy, khi mà họ bỏ tiền ra thuê quầy, họ đầu tư vào đây, họ buôn bán, nhưng mà nếu như lòng đường mà người ta bán tràn lan như vậy thì tất cả trong chợ gần như không ai vào trong chợ nữa, thì người ta không bán được. Chúng tôi ở trong này thì đã có một cái hệ thống quản lý của nhà nước và thậm chí của chính doanh nghiệp cũng ý thức được cái việc quan trọng của cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì doanh nghiệp cũng đang có một cái giải pháp là sẽ làm cái đường xe Honda chạy vòng quanh phía trong chợ để cho bà con đi chợ người ta cũng sẽ thuận tiện hơn cho việc vào chợ để mua hàng. Không chỉ lồng lề các con đường dẫn vào chợ bị lấn chiếm mà tại các quầy sạp trong chợ, nhất là khu vực buôn bán quần áo vải vóc, nhiều tiểu thương đã tự ý lấn chiếm lối đi để bày hàng hóa nên rất chật chội. Với tình trạng này, nếu có hỏa hoạn xảy ra sẽ cản trở đến công tác ứng cứu kịp thời và có thể để lại những hậu quả khôn lường. Hiện nay đối với chợ Đà Lạt, chúng tôi cho rằng đó là cũng một vấn đề đang còn bất cập. Thứ nhất là các cái phương tiện phòng cháy đã xuống cấp. Thứ hai nữa là một số cái phương tiện mà các cái thiết bị như báo cháy tự động hiện nay là của chợ là chưa được trang bị. Chúng tôi kiểm tra thì thấy rằng có mấy vấn đề nổi lên. Một đó là các cái quầy hàng thì theo thiết kế thì đã đảm bảo các đường lối thoát nạn. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh thì các hộ tiểu thương cũng đã lấn chiếm hoặc là một phần làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh. Hiện tình trạng là buôn bán lòng lề đường ảnh hưởng và cũng trong quá trình nếu sự cố xảy ra thì vấn đề đặt ra là cũng trong các xử lý cháy hoặc là cứu người bị nạn là rất gặp khó khăn vì số người này là trong gây cản trở trong quá trình di chuyển tài sản hoặc cứu người trong các chữa cháy.
Tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương tại sở tại, thì chúng tôi sẽ tiến hành giải tỏa và phối hợp dẹp dứt điểm cái việc buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường. Thì sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sẽ có một cái tuyên truyền, và đồng thời như vậy là họp các hộ kinh doanh để ký cái cam kết về vấn đề chấp hành về an toàn thực phẩm. Còn một số các cái hàng rong mà thực phẩm mà cái trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban phường 1 và các cơ quan chức năng sẽ coi như có cái hướng dẫn cụ thể và có cái quy hoạch. Thì sắp tới riêng về cái chợ đêm thì chủ trương Ủy ban thành phố cũng đang có tiến hành củng cố lại để xây dựng lại cái mô hình chợ đêm, làm sao có những cái điểm buôn bán phù hợp. Về mặt nguyên tắc thì khi các hộ kinh doanh thì phải đăng ký kinh doanh, và đăng ký kinh doanh thì phải có địa điểm kinh doanh cụ thể. Thì hiện nay chúng tôi đã bố trí các cái khu vực để mà bà con có thể kinh doanh, ví dụ như là khu vực chợ Đà Lạt, rồi khu vực chợ mới Center Đà Lạt của nhà đầu tư công ty Lan Nguyễn. Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo thì thời gian vừa qua thì cũng có phát sinh một số hiện tượng bà con cũng đã lấn chiếm để buôn bán. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra quân đồng loạt chấn chỉnh để mà xử lý nghiêm các cái vụ vi phạm này. Với cơ chế đặc thù của chính phủ nhằm xây dựng Đà Lạt thành đô thị sinh thái văn minh, đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, gắn liền với việc bảo vệ môi trường, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, trong đó chú trọng môi trường kinh doanh ngày càng hoàn thiện, hiệu quả hoạt động kinh tế ngày càng cao, thì việc lập lại trật tự tại các trung tâm thương mại có ý nghĩa hết sức cấp thiết, từ đó tạo được môi trường kinh doanh với sự cạnh tranh công bằng giữa các tiểu thương, để người dân và du khách đến với chợ Đà Lạt là đến với một địa chỉ tin cậy để mua sắm những sản phẩm chất lượng. Không những thế, chúng ta còn được trải nghiệm không gian văn hóa kinh doanh văn minh hiện đại tại một thành phố du lịch thân thiện mến khách. Tất cả đang chờ một giải pháp đồng bộ, liên tục và cứng rắn từ các ngành chức năng, như lời ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã khẳng định. Một trong những sản phẩm rau an toàn được sản xuất và tiêu thụ mạnh hiện nay là rau Việt ghép. Hiện nay cả nước ta mới chỉ có 4 địa phương là Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Hải Dương áp dụng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt ghép với tổng diện tích 3.200 hectare.